thân mến chào quý vị, các bạn đã trở lại kênh Bonsai Cần Thơ. Đừng để đây nha, để đây bị gãy xe nha, đem hết rồi. Mời quý vị các bạn giao lưu với chỗ anh Sang ha. Anh Sang chủ dưới chân cầu Cái Dứa. Rồi chào anh Sang ơi. Chào anh Khánh. Cảm ơn bà con đã xem kênh và ủng hộ thời gian qua. Xin gửi lời chúc sức khỏe. Hôm nay em có 3 nhóm mặt hàng về giao lưu: mai vàng, mai quắn và mai chiếu thủy nu độc biến. Dạ. Nơi đây là chân cầu Cái Dứa, xã Tân Hòa, huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp. Xin phép được vô cây mã số 1 là phôi mai vàng. Rồi, mã số 1, phôi mai ha. Mã số 1. Phôi mai vàng miền Tây luôn ha. Mai vàng miền Tây. Miền Tây luôn. Cao là 40 vị trí này. Rồi, 40 chiều cao. Hoành là 24. 24 hoành. Để nơm ha. Đây có mặt cắt. Cây mã số 1. Cây mã số 1. Giá 700k bao ship toàn quốc. Đổi phôi. Rồi, 700. Mã số 2. Tiếp theo là mã số 2. Phôi dán bài luôn ha. Dán bài luôn. Hồi đầu. Ba điểm này là 50. Rồi, thành 350. Hoành 16. 16 hoành. Mã số 2. Rồi. Giá 700k bao ship toàn quốc. 700.000 đồng. Bao ship toàn quốc luôn. Mã số 3 của anh Sang là có trên tiêu đề của video hả quý vị các bạn. Ở nơi đây là chân cầu Cái Dứa, xã Tân Hòa, Lai Dung, Đồng Tháp. Số Zalo của em là 0936763 số 7 số 1. Rồi. Cao là 54. 54 chiều cao. Hoành. Hoành là 29. Rồi, 29 hoành. Chỗ này nó dắt dắt, nó làm như nó hơi quá quá chỗ này. Giống như cái nhánh nó chập lâu. Mã số 3. Giá 1 triệu bao ship toàn quốc. Mã số 4. Cao vị trí là 52. 52 chiều cao. 23. 23. Cái này nó có cái ghẻ dắt dắt, nó cũng quái quái, giống như cái lưng. Rồi. Rồi, xe nhẹ cái đi ta. Giống như thú vậy ha. Dạ. Yeah. Ở trên này nó có cái cục bú à, cục bú này cũng hơi to nè. Cục lọc luôn. Cục lọc này bự. Nó hơi cổ cây. Mã số 4. Giá 1 triệu mốt bao ship toàn quốc. Mã số 5. Đưa quái luôn. Bài. Bài là 50. 50 thành bài. Quanh 15 cứng. Kẻ 15 đây. Mã số 5. Giá 800k bao ship toàn quốc. 800k luôn. Mã số 6. Cao 64. 54 thì cao. Hoành là 14. 14 hoành. Cái này nó có cái co. Co lắc ha. Co lắc một tí. Mã số 6. Giá 600k bao ship toàn quốc. 600k. Mã số 7.
cao là 36. Hai mươi lăm. Đường kính là 32. Mã số 7. Giá 600k, bao ship toàn quốc. Mã số 8. Đến ôm luôn. 46. Hoành cao 46 không? Hoành trên cái ghế giống như cái tay là 23. Cũ dưới này là 32. 32 vị trí này. Hai hoành cũ ha. Có ghế giống như cái tay bỏ xuống. Đường kính là 40. Còn 40. Mã số 8. Giá 900k. Bao xếp toàn quốc. Mã số 9. Cao là 67. Rồi, 67 chiều cao. Đủ ghế nở luôn. 31. 31 quanh. Đủ nhiều. Cũ là 43. 43 đây ha. Đủ nở cả bá luôn. Cái này nó co cũng hay, nó lái đây mà nó lái cái ngọn lại cái cây này, cái đường thân nó cũng hay hay. Mã số 9. Giá 1 triệu 3 bao ship toàn quốc. Mã số 10. Mã số 10. Đế đã luôn. 32. 32 chiều cao. Cái này giống như cái lưng cái đuôi, nó ngoái cái chỗ này lại. Hoành 24. 24 hoành. Dạ dạ. Mã số 10. Giá 700k bao xíu toàn quốc. 700.000 đồng. Mã số 11. Là gốc mai tứ quý. Ở trên là ghép bo mai quắn. Gần liền cốt hết trơn à. Dạ. Rồi trong Tết không á là lãi bông rồi, nó ra lát 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 nó cũng gần hết bông rồi. Giống như là thác đổ vậy ha. Dạ. Ra đẹp à. Cao là 76. 76 chiều cao. Hoành là 19. Ghép lâu trên sao? Cái này ghép cũng 2 năm rồi. 2 năm rồi. Này có cái giống như cái tay. Còn này có cái đường nó ẩn lên, thấy nó cũng quái quái, ghế này cũng quái quái. Quái luôn. Mã số 11. Giá 1 triệu 4 bao ship toàn quốc. Mã số 12. Mã số 12. Ghép mai quắn luôn mà cái phôi là phôi gì anh? Gốc tứ quý. Gốc tứ quý luôn. Bò mai quắn 102. 102. Hoành là 20. Rồi. Cây này nó cũng có con giò. Cũng có con giò này. Có con giò một à? Kiểu quái luôn. Nhưng mà cái lưng này nó dài. À. Cái lưng này nó dài. Cái co lưng này nãy dài. Này là anh Sang ghép sẵn chỗ việc bạn ha. Dạ. Bạn thích kiểu này là mua, chỉ mua về là chơi thôi. Dạ ta, chăm sóc Tết là chơi luôn. Mấy cây mai này, mấy cây bo, muốn lấy bo ghép vô mai vàng cũng nhiều đó. Bây giờ thấy ta cũng thích ghép mai quắn. Hồi tứ quý ghép mai quắn. Quanh 19. Mã số 12. Giá 1 triệu 6 bao ship toàn quốc. Tứ quý góc này cũng khá khá.
Gốc tứ quý ghép mai quắn. Mã số 13. Hồi nãy cái mã số 12, này mã số 13. Cái này nó có một cái cành nè, còn chừa cho bà con thấy. Mà điều cái đường thân của tôi tứ quý thì nó xanh xanh móc móc vậy. Hoành 18. Nó có gà bông rồi đó anh sang. Tết cái gà bông. Bây giờ mấy cái nụ này này nó còn một số nè. Nó còn còn. Nó còn một số. Nhiều vo lắm rồi. Cao là 106. 106. Chiều cao. Đây là gốc tứ quý ghép mai quắn như vậy các bạn. Mã số 13. Giá 1.400.000 bao ship còn toàn quốc. 1.400.000 đồng. Mã số 14 cũng là gốc tứ quý ghép mai quắn. Cao vị trí này là 46. Hoành 13. Cái ghẻ này nó cò cò, nó cũng lạ lạ, nó dắt tới đây, cò tới đây. Đủ cành, đủ chi. Dạ, cây này giá mềm, đủ cành đủ chi cho bà con ơi. Mã số 14, giá 600k bao ship toàn quốc. Tới cây này là cây mã số 15. Cao vị trí này là 70 mai xù. Đi mình đo từ vị trí đi nha. Cái này cũ nè. Cũ 71 điểm này. 71. Eo. Eo là 51. Cái cục xù ngay cái chỗ cái đó giống như cái đầu nè bà con. Cái này giống như cái đầu. Cục xù đó ha. Dạ dạ. Là 58. Này nó có hai chân trước. Ghẻ lớn. Năm tử khỏe mạnh nha. Dạ con cố tình lãi lá cho bà con nhìn trong mấy cái đường này là để nhầm khi mấy cái mặt cắt rồi có mục hay là không mục, nhầm khi bà con không thấy rồi nhầm khi cũng ngại mua. Bây giờ nó đã trống hết trơn mình dễ thấy. Đây cái mặt cắt đây. Là bà con dễ thấy. Dễ lựa chọn, dễ chơi. Cái cây xù này là nó cũng lâu năm mà cái độ cổ nó rất cao. Xù này nhìn thấy cái độ cổ rất cao. Nó muốn u u lần rồi ha. Dạ. Xù hầu như là muốn toàn bộ rồi đó. Khoảng 80-90% rồi. Cái đế là gì bạn xem ha. Thật kỹ. Xù hết trơn. Cái đế này nó mình cắt gì anh xem. Cái này là cái ghế treo. Ghế treo mình cắt mà nó mạnh. Cho nó gọn. Mình vô chậu cũng được mấy tháng rồi. Ghế có hết, ở sau, ở trước, dò trước. Cái nè. Sành hết trơn rồi. Rồi cái này nó giống như cái đầu nè vậy anh Khánh. Giống như cái đầu với hai cái giò. Cái đầu thú ha. Dạ dạ. Dạ xin gửi với bà con cây này là mã số 15. Có hai phương án bán. Phương án thứ nhất là con gút chậu con bó bầu ship toàn quốc giá 14 triệu. Rồi. Là phương án thứ nhất. Phương án thứ hai là mình để nguyên chậu, mình tăng lên 1 triệu là giá 15, mà bao ship xe tải 200 km. Rồi. Chuyển xe tải là tới nơi là nó còn nguyên diện. Dạ. Nhất ha. Mình đặt thêm một yếu tố phụ, ví dụ như mà bà con gần đây nếu qua mua cây này thì định giá sát luôn là tự quấn đem lên bỏ chậu lại là 13 triệu tại vườn. Thích cây này thì lại tại vườn nó còn dạ. Rẻ hơn chút xíu đó ha. Tại vườn bỏ chậu 13 triệu, ship toàn quốc bỏ chậu 14 triệu, ship xe tải 200 km cả chậu 15 triệu. Thật ra là cái cây này vậy là nó cũng lớn đó bà con ơi. Cái cục này nãy là nó gần 60 rồi. Hồi nãy là 59, gần 60 rồi, cục xù gần 60 rồi. 58, 59 rồi. Dạ dạ. Rồi mình qua Mai Chiếu Thủy nu đột biến anh Khánh ơi. Mai Chiếu Thủy nu đột biến. Cây mã số 16.
cao là 48. 48 chiều cao. Chỗ này nó xăm nhẹ một tí, nó hơi chốc vỏ một tí. Hoành là 22. Chốc vỏ đó một tí. Này là loại nu đột biến ha. Nu đột biến. Thường gọi là lá chung. Cái độ nu này rất cao, nó đẹp. Gốc là của miền Tây mình không ạ? Cái nguồn gốc em mua ở tỉnh Vĩnh Long. Cái loại này thì hơi hơi ít. Cây một cốt, chi tàn đều, mã số 16, giá 600k bao ship toàn quốc. 600.000 đồng, mã số 16. Mã số 17. Cao là 49. 49 chiều cao. Cái này nó cũng xam vỏ một tí chỗ này. Chỗ này. Trong quá trình con mua nhà dân á là gãi phân hữu cơ. Phân hữu cơ cái hậu hậu phân nó đỏ đỏ, nó bằng chiếc đũa rồi đó. Thì có lẽ nó đụng vô nó chạy vỏ. 21. Nhưng mà cái chiếu thủy thì nó lành da rất mau. Không sao. Cái là bông nè, bông. 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 Bông bông. Bông 5 cánh. Mai chiếu thủy mã số 17. Bông này bông chùm không anh? Bông chùm. Bông chùm. Giá 600k bao ship toàn quốc. Lá là chắc lá nhỏ quá. Lá lá chung. Lá chung hả? Mã số 18. Cao là 62. Đây, trước đó là nó cũng xam. Nhưng mà 1 2 tháng nó liền gần hết. Tại chiếu thủy nó mau liền lắm. Đây nó xam nè, bây giờ nó liền gần hết rồi. Hoành là 22. 22 hoành. Mã số 18. Đột biến này đặc điểm là mỏ một cành là nó có nu chăng ha. Điện. Càng lớn cái nhánh nó càng bự, thân càng bự, cái cục nu nó càng to. Mã số 18 giá 700k bao ship toàn quốc. Mã số 19. Cao là 73. 73 chiều cao. Hoành 21. 21 hoành. Xem từ tầng. Rồi cái này giá sao anh? Cây mã số 19 giá 700k bao ship toàn quốc. 700.000 đồng. Số 19. Chiếu thủy nu đột biến. Mã số 20. Số 20. Cao 53. Cao 53. Cái này nó xam mà nó có dấu hiệu gần liền. Hầu như chiếu thủy này nó dễ bị xam. Tại lúc mà ổng chọi phân vô cái lại nó dính cái phân. Nhưng mà bà con trồng dưới đất nó khi nó che cái phần này lại từ từ nó liền, nó vài tháng là liền. Hoành 20. Phần mà vô cơ mấy phần hữu cơ á, lúc xuống mua cây là cái phần mà hữu cơ mà cái viên nó bằng đầu đũa, nó cái màu đỏ đỏ nha, đỏ đỏ như cái màu này nè. Ăn nóng quá ha, nóng quá. Dạ dạ dạ. Nó chốc da vậy đó chứ gì. Nhưng mà chiếu thủy thì mau liền. Mã số 20. Giá 600k bao ship toàn quốc. Rồi, 600.000 đồng mã số 20. Mã số 21. Cao là 48. 48 chiều cao. Đây chỗ này xam. Xam nó gần kéo nè. Xam nó gần kéo. Hoành 20. 20 hoành. Anh đo cái tán ngang nè. Anh đo cái bề ngang rồi. Bề ngang là 30. 30. 30 bề ngang ha. Mã số 21. Giá 600k bao ship toàn quốc. Rồi, 600.000 đồng. 21. Tiếp theo là 22. Đây. Cái này là loại bông chùm không? Cái nhánh trong thân này dinh dưỡng ít, là cái bông nó nhỏ, nhưng mà cái nhánh ở ngoài á là dinh dưỡng nó cao, thì cái bông nó bự hơn này nữa. Rồi. Càng ra ngoài càng bự hơn ha. Cao. Cao là 48. Chỗ này xam, nó gần cuốn rồi. Hoành 18, quỳnh 8 mà nghe cái eo chỗ này nè, chỗ cục này bự hơn nhiều. Cũ nhiêu? Cũ này tới 22 đã. Rồi, 22 cũ.
Bè ngang là 40. Rồi, 40. Mã số 22. Giá 700k bao ship toàn quốc. Mã số 23. Ở trên này là nó bông chi chít nè. Cái này cắt nhánh là nó ra nhánh này dữ lắm. Mấy nhánh còn dữ lắm. Chiều cao là 66. Chỗ này xa một tí. 66 chiều cao ha. Hoành là 21. Rồi, anh đo tán ngang đi. 34. 34 nghe. Mã số 23 giá 600k bao ship toàn quốc. Mã số 24. Cao là 46. 46 chiều cao. Hoành là 20. 20 hoành. Cái lô Mai Chiếu Thủy này thật ra thì nó cũng trên tầm trung, tại vì mặt hàng mà Mai Chiếu Thủy như vậy nó cũng gọi lớn lớn à, chứ không nhỏ. Tôi sẽ vài năm nữa nó mới ấy ha. Vài năm nữa bờ thì đương nhiên nó phải nổi cục bự hơn nữa. Nhưng mà Chiếu Thủy này ít khi nào có cây bự lắm. Hút mini vậy. Hút mini. 30. 30 nghe. Mã số 24. Giá 600k bao ship toàn quốc. Mã số 25. Mã số 25. Cao là 36. 36. Chỗ này sam là sam nhẹ nó gần liền à. Chỗ này sam nhiều nhiều chút mà nó dễ liền lắm mà bà con ơi. Nói đồng anh em cô chú bà con an tâm, cái này nó cũng dễ liền lắm. 20. 20 quanh. Tán ngang là 40. Tán ngang 40. Mã số 25. Giá 600k bao ship toàn quốc. 600.000 đồng bao ship toàn quốc luôn. Mã số 26. Cao là 68. 68 thì cao. Hoành 18. Đây sam nó gần liền nè. Nó gần liền rồi. Tán ngang là 35. Ngang 35. Rồi xây nhẹ rồi. Rồi giá nữa. 550k mã số 26 bao ship toàn quốc. Mã số 26 550.000. Cái là mã 27. 27. Cao là 40. 40 chiều cao. 21. 21 quanh. Rồi tán ngang quanh. Cái tán nào lớn nhất cho quý vị chuẩn bị chậu luôn. 28. 28. Tán ngang. Mã số 27. 550k. Đây là mã số 28. 54. Cao 54. 26. Chỗ này trước đó sam nè, nó gần liền nè. Mã số 28. Ngang là 34. Ngang 34. Mã số 28 giá 700k bao ship toàn quốc. 700.000 đồng. Mã số 29. Mã số 29. Cao 50. Cao 50. Chiếu Thủy nu đột biến. Hoành là 21. 21 hoành. Kể 20. Chỗ này sam tí. Chà chà vậy là chỗ này xanh dờn nè. Nó xanh dờn nè. Vậy cho bà con dễ thấy. Mã số 29. Cây khỏe ha. Cây khỏe. Giá 600k bao ship toàn quốc. Tán ngang là 39. Còn cây cuối anh Khánh ơi. Mai tàn dù. Cao là gần mét tư. Mét tư chiều cao. Cái cây mai này con có úp bán rồi, nhưng mà chiến rồi nó lá nhiều quá. Có một số khách hàng cũng định mua, nhưng mà thấy lá nhiều quá với mấy cái mặt cắt ở trong này nhìn không có rõ. Cho nên là cái này con lúc này con cố tình con lãi lá để cho bà con thấy cái xương dâm tai chi và mặt cắt cho rõ một tí.
cái chỗ cái đuôi này lại tới này là 42. Rồi, 42. Còn cái cũ cái nồi. Cái nồi điểm này là khoảng là trên 180. Kể 180 đi. Cái rễ này nó dính. Chứ không phải là cái này, không phải là cái cây mà rễ này, rễ đi. Nó rễ nó kích chồi người ta tạo cái đuôi luôn. Mặt cắt điểm này, mặt cắt này sành rồi. Đây thì có mặt cắt ha. Mặt cắt sành rồi. Anh nhờ anh đưa lên trên này. Cái này là ghim không anh thầy? Ghim không có ghép. Ghim không ghép. Nó liền do chứ không có ghép. Dạ. Dạ. À, nhà anh đi từ từ thôi anh Khánh. Trên này có cái mặt cắt trên này nó từ từ. Chắc qua anh đây quá được mấy anh Khánh ơi. Tán ngang khoảng 160. Đây nha, đây mặt cắt đây ha. Mặt cắt trên này gần sành nè. Tại xử lý là cái gì? Tại vì ba cái tay này lớn nó nuôi thì nó trong vài năm là nó nảy bích. Chậu vàng này chậu đặc. Dao động bông từ 5 tới 8, 9, 10 cánh. Đây. Đây là cái nhiều cánh nè. Dạ dạ dạ. 3 5 9 cánh. Rồi. Mai vàng miền Tây của mình ta. Để nó đã ít cánh. Quanh là 36 điểm này. Rồi 36 quanh. Dán hơi liêu ha. Dạ dạ. Cây này là mã số 30 là giá 18 triệu bao ship 200 km. Trong trường hợp bà con đến tại vườn lấy cả chậu bán 15 triệu rưỡi. Dạ dạ dạ. Tại cái chậu này nó tầm cỡ 1 triệu trở lên chậu đặt. Dạ hết rồi đó anh Khánh ơi. Cảm ơn anh Khánh. Cảm ơn kênh Bonsai Cần Thơ. Cảm ơn bà con đã xem kênh và ủng hộ. Chân thành biết ơn. Kính chào. Dạ dạ. Thank you.